Hi guys, cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cái file 100 câu hỏi trắc nghiệm chống sai ngu. Nghe cái tên file đã hơi buồn cười đúng không? Thực ra ở đây là chúng ta sẽ theo cái file là 500 câu hỏi trắc nghiệm chống sai ngu phần 1. Thì trong cái phần 1 này cô sẽ chữa 100 câu. Đó, trong buổi học ngày hôm nay cô sẽ chữa 100 câu. Những bạn nào mà chưa có cái file này thì chúng ta sẽ xem trên fanpage. Thì 1-2 tuần trước là cô có cho các bạn một cái file là 500 câu đúng không? Đó thì mình sẽ chia làm 5 buổi. Thì hôm nay cô sẽ chữa 100 câu đầu tiên. Đó, cô hy vọng là đi thi chúng ta sẽ không sai những dạng câu hỏi dễ như thế này. Đó, đúng ra là những dạng câu hỏi nhận biết thông hiểu nhưng mà cho cái câu là chống sai ngu. Tại vì đi thi là các bạn rất hay nói là em toàn có sai ngu thôi. Đúng không? Thì cho một cái tiêu đề nó hơi giật gây sốc như vậy để cho chúng ta nhớ là chúng ta đừng có sai các dạng câu hỏi như là về thì này, về câu hỏi đuôi này, câu so sánh này, câu rút gọn này, hay là chức năng giao tiếp này, các dạng câu hỏi liên quan đến phát âm trọng âm là các dạng câu hỏi dễ chúng ta phải cố gắng làm đúng hết. Các bạn nhớ chưa? Đó thì trong cái file 500 câu thì sẽ tổng hợp tất cả những cái câu như vậy. Đó, hôm nay cô sẽ chữa trước 100 câu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Đó thì các bạn sẽ thấy là những cái các cái dạng câu hỏi này chúng ta bắt buộc phải làm đúng. Thì những cái bạn mà mục tiêu đó chúng ta đang mục tiêu khoảng 6 đến 7 chẳng hạn thì chúng ta sẽ ưu tiên các cái dạng này nhá. Các cái dạng câu hỏi này thì nó sẽ thiên về ngữ pháp. Các bạn nhớ chưa? Còn những cái bạn mà mục tiêu 8, 9, 10 chúng ta cũng phải chú ý cái dạng này. Đó, nhiều bạn không không có chú ý gì đến ngữ pháp và em mục tiêu là 8, 9, 10 nên em không cần phải học ngữ pháp, nó không đúng. Đó, tại vì là những cái dạng câu hỏi dễ và khó điểm nó như nhau. Đó, chúng ta cứ tập trung vào các dạng câu hỏi khó quá mà chúng ta bỏ bê. Đó, chúng thi thoảng mình phải ôn lại nhá. Chứ mình bỏ bê đi thi lại sai câu dễ thì phí lắm. Rồi, bây giờ các bạn sẽ comment cho cô là câu số 1 chúng ta điền đáp án gì. Đình Thiên mà nay cô xinh quá. Thế à? Cô cảm ơn nhé, chắc do cô mới gội đầu. Câu số 1, Maria, a book when the doorbell rang. When the doorbell rang, ở đây chúng ta thấy ABCD là dạng câu hỏi về thì đúng không? Đó, Maria đang đọc sách thì chuông cửa reo lên, sự việc nó đang diễn ra ở quá khứ thì chúng ta sẽ chia ở quá khứ tiếp diễn. Đó, và cái thì quá khứ tiếp diễn với quá khứ đơn này, mấy năm nay nó cứ lặp đi lặp lại, là kiểu gì các bạn phải làm được. Rồi câu số 2 đáp án là so sánh. Thì theo các bạn ở đây chúng ta sẽ chọn cái câu so sánh gì? James stood out as. Đó, nhiều bạn là thấy cái từ as ở đây. Ở đây cô không cho một cái câu liên quan đến so sánh bằng. Chứ nếu mà cô cho so sánh bằng là kiểu gì các bạn cũng nhầm nhá. James nổi bật là một cái nghệ sĩ theo kiểu là có kỹ năng nhất, lành nghề nhất trong cái gallery, trong cái phòng trưng bày này. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là so sánh nhất. Câu số 2, cô thấy Yến Nhi chọn B. Đúng rồi, Như Võ chọn B. Các em có thể xem lại được nhá. Nhưng mà cô khuyến khích là nên xem trực tiếp. Đó, thì sẽ được tương tác với cô đúng không? Câu số 3. Câu số 3 các em thấy bốn đáp án là động từ thì ở đây chúng ta có thể nói là một cái dạng câu hỏi để rút gọn đúng không? Nhiều bạn hỏi là cô ấy làm như thế nào để phân biệt được là cái dạng rút gọn mệnh đề quan hệ hay là một cái dạng câu bị động. Thì các bạn nhớ này, rút gọn mệnh đề quan hệ ấy, thì trong câu nó đã có một cái động từ chia thì rồi. Đấy, cái từ arrange ở đây là chia thì. Thì nếu như các bạn muốn có thêm một cái động từ nữa thì nó phải dưới dạng mệnh đề quan hệ đúng không? Đó, nhưng ở đây các bạn không thấy có một cái đại từ quan hệ gì cả thì chứng tỏ nó phải rút gọn. Thì mình xem là cái chủ ngữ the letter nó có tự gửi thư được hay không. Bức thư thì không thể tự gửi được nên là nó sẽ bị động, nó sẽ phải là the letter which was mailed. Đó thì chúng ta sẽ rút gọn chỉ còn vớt phần thứ hai thôi là mailed. Mailed tức là gửi thư các bạn nhá. Còn nếu như các bạn muốn gửi thư điện tử thì chúng ta sẽ nói là email, còn mailed tức là gửi thư qua đường bưu điện. Cô thấy anh thơ chọn đúng. Chúng ta sang câu số 4. Những câu đầu tiên ấy thì mình có thể chậm một chút. Đó, những câu đầu tiên chúng ta sẽ chậm lại một chút để mình ôn lại kiến thức. Còn về sau từ câu số 50 trở đi là chúng ta sẽ có được một cái kiến thức tương đối rồi, mình sẽ nhanh hơn. Câu số 4, mistakes cái gì đó in the report by the diligent auditor. By ở đây chúng ta thấy có từ by đúng không ạ? Và rõ ràng trong câu chưa có một cái động từ chính. Đó thì câu số 3 và câu số 4 nó khác nhau này. Câu số 3 trong câu đã có từ arrived là chia thì rồi, nhưng câu số 4 chưa có một cái động từ nào chia thì cả. Thì cái verb này mình phải chia thì và phải chia gì? Chia bị động. Đúng không? Phải chia bị động. Thì bởi cái kiểm toán viên thì những cái lỗi sai đã được phát hiện, đúng không? Những lỗi sai đã được phát hiện thì chúng ta thấy mistake là số nhiều nên các bạn sẽ chia bị động là đáp án C. Câu số 5 thì cô thấy Nhật Quang chọn là D. Yeah. Câu số 5 chúng ta sẽ đi với mạo từ, đúng không? Thì các bạn được cô nói rồi là khi đi với các cái đinh, với các cái địa điểm ấy, thường công cộng thường chúng ta sẽ có the. Ví dụ mình sẽ nói là at the pool này, at the swimming pool, at the market, at the in the supermarket, hay là at the airport, the cinema, the post office.
thì cứ đi với các cái địa điểm công cộng, chúng ta sẽ dùng the, hay là đi các cái phòng trong trong một cái ngôi nhà, the living room, the bedroom, đó thì chúng ta sẽ dùng the, các bạn nhớ chưa? Hay đi với các thời điểm trong ngày, the morning, in the morning, in the afternoon, in the evening. Các em sang câu số 6. Đó, Diệu bảo là lúc đầu em nghĩ chọn C mà sau lại chọn sang D. At pool, mình sẽ không nói là at pool đúng không? At the pool hoặc là at the swimming pool. Cô thấy bánh trưng chọn đáp án là C nhỉ? Câu số 6 thì lặp lại mình thấy dễ rồi đúng không? Thomas thì được công nhận là người chạy nước rút nhanh nhất trong đội điền kinh. Thì cứ so sánh một với một cái nhóm thì chúng ta sẽ biết đây là so sánh nhất. Đấy chưa? Còn so sánh A với B, người này với người kia thì là so sánh hơn. Nhưng mà so sánh một người với một cái nhóm thì nó phải là so sánh nhất. Chúng ta sang câu số 7. The students, cái gì đó, in the exam was scolded by the teacher in the evening. Đây các bạn thấy người ta dùng the chưa? In the evening, after class. ABCD là động từ mà trong câu lại có was scolded chia thì rồi. Thì nó phải rút gọn đúng không? Thì cái học sinh mà gian lận trong kỳ thi, học sinh bị gian lận hay là chính học sinh đấy chủ động gian lận? Đúng không? Học sinh chủ động gian lận hay là bị gian lận? Đó, chúng ta thấy phải là the student who cheated in the exam. Và cheated ở đây mình chia là chủ động đúng không ạ? Thì các bạn rút gọn nó sẽ phải là cheating. Đáp án đúng nó sẽ là đáp án B. Cô thấy Phương Trâm, Tuyết Trâm chọn đúng. Đặng Thư đúng rồi, Yến Nhi phân tích tốt. Câu số 8 này. The children will play soccer in the park. Đó, như vừa rồi cô có nói đúng các cái địa điểm công cộng. In the park, in, at the airport. Đó, the cinema. Chúng ta sẽ phải có the. Và câu số 9. Những đứa trẻ đang chơi bên ngoài thì trời đổ mưa. Câu số 10, bác sĩ này thì được đánh giá esteem. Esteem ở đây tức là được respect, được admire, được coi như là một cái bác sĩ giàu kinh nghiệm, như phẫu thuật giàu kinh nghiệm nhất bệnh viện. Chúng ta sẽ chia là so sánh nhất. Các bạn thấy ở đây theo cái form đề thì là so sánh nhất, nhưng mà dần dần chúng ta cũng sẽ ôn tập thêm về các loại so sánh cơ bản như là so sánh bằng, so sánh hơn. Đó, chứ chúng ta đừng có thấy là trong đề cứ nhất là khoanh luôn mà mình không cần đọc là không được, nhưng ít nhất là mình phải hiểu. Đó, bây giờ đang so sánh một cái bác sĩ với một cái bệnh viện thì bác sĩ này chắc phải là cái gì đấy nhất cái bệnh viện này rồi, có kinh nghiệm nhất, lành nghề nhất, giỏi giang nhất, được tôn trọng nhất, đúng không? Cô thấy Phú Thành chọn câu 11 là đáp án C. Sang câu số 1, the decision nó không thể tự made được, nên ở đây chúng ta sẽ nói là the decision which was made, và các bạn sẽ rút gọn còn made. Câu 12, Maria loves to read books by the lake in the early morning. Đó, mình nói là in the morning thì người ta có thêm early thì mình vẫn là in the early morning. It easier. Thì ở đây chúng ta sẽ đi với cái cấu trúc đó là is cộng với lại tính từ for somebody to do something. Đó, thật dễ cho Tom để nấu cái món spaghetti bởi vì anh ta đã làm theo một cái công thức rất đơn giản. Còn câu số 14, một cái giai điệu rất là hay thì được chơi. Rõ ràng câu này chúng ta thấy chưa có động từ chính nên các bạn sẽ chia thì. Câu số 15, cái sự cống hiến, cái sự dedication. Dedication là danh từ của cái động từ gì các bạn còn nhớ không? Dedicate, đúng không? Dedication là danh từ. Thế ngoài dedication, chúng ta có một cái từ khác, đó là từ devotion hoặc là devote. Thì nó sẽ đi với to, chúng ta chú ý to ở đây là giới từ nên theo sau nó sẽ cần một cái verb in. Chúng ta sẽ dịch là một cái sự cống hiến, sự tâm huyết. Đó, một cái sự cống hiến. Dành thời gian tâm huyết cho cái việc gì thì sự cống hiến của Mark cho cái việc học tập và phát triển kỹ năng thì đã mang lại những cái cơ hội nghề nghiệp đó quan trọng trong công ty của anh ta, thì mang lại một cái gì đấy đúng không, nó có quan trọng đó. Mình sẽ dùng một cái tính từ đứng trước cụm danh từ là career opportunity, thì cái tính từ ở đây nó sẽ là significant, và các em ghi cho cô cái từ này đó. Tại vì đi thi ấy, người ta có thể là cho chúng ta những cái từ như là opportunities này, hay là possible, người ta có thể cho là ability này, opportunity này, hay là livelihood chẳng hạn. Thì các bạn nhớ là career nó sẽ đi với opportunities, hoặc mình sẽ nói là career prospect. Đó, thì cái dạng này nó cũng đi theo như vậy nha. Có thể trong bài thi của họ sẽ cho là ability, livelihood, possibly. Đấy, thì nhớ nó phải đi với opportunity hoặc là prospect, nói về cái triển vọng nghề nghiệp. Cả lớp nhớ chưa? Rồi, chúng ta sang câu số 16. Câu 16 là mệnh đề chặng ngữ chỉ thời gian. Thì để hiểu được cái câu 16 rất dễ, chúng ta sẽ chú ý là cái thì tương lai đơn nó sẽ chỉ đi với động từ chia ở hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Nhớ chưa? Thì tương lai đơn chỉ đi với động từ chia ở hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Thì cái từ finishes chia hiện tại đơn nên mình chọn luôn, không cần dịch. Với câu số 17, Samantha được khen ngợi như là người có tài hùng biện nhất trong câu lạc bộ tranh luận. Thì bây giờ mình không cần phải nói đến những cái câu so sánh nhất nữa. Đúng, cứ một người so với một nhóm, một người so với một cái bệnh viện, một người so với một cái lớp, một người so với một cái câu lạc bộ, người đấy sẽ là nhất.
Câu 17, Emily là người duy nhất trong gia đình theo đuổi nghề y. Nhưng mà câu này thì lại khác này. Đó, câu này nó không phải là chọn so sánh nhất nữa, mà chúng ta sẽ chia động từ ai đó, đấy, cộng với động từ là ai đó, là cái gì đó, là the first, là người đầu tiên, người thứ hai, là người duy nhất, là người cuối cùng, chấm chấm, thì sẽ làm gì? Nếu chủ động thì sẽ là to verb, còn bị động thì mình sẽ chia là be verb phân thứ hai, là người theo đuổi cái sự nghiệp ngành y, đúng không? Câu 19, chiếc xe thì đậu trong gara khi mà chuông báo vang lên. Câu này hơi khó nhá. Câu 19, cô xem là các bạn chọn đáp án gì? The car, cái gì đấy? The car, cô thấy các bạn chọn đáp án Phúc chọn C, Ngọc Linh chọn C, còn Phương Trâm thì B. Đó, có bạn nào chọn B như là bạn Phương Trâm không? Có bạn nào chọn B không? Đó, cô thấy Nguyễn Tú chọn B. Đó, có bạn nào khác không nhỉ? Có bạn nào câu 19 chọn B không? Ca, Nguyễn Linh, Bún Chả thì lại chọn C. Đó, có Thùy nữa, Thùy cũng chọn B này. Sa, Quang Cường, Bánh Trưng. Sao mà ít bạn chọn B đấy nhỉ? Thấy hơi bị ít bạn chọn B nhỉ? À, được, may quá, được thêm Đặng Thư chọn B. Rồi chúng ta mạnh dạn lên, đúng không? Chúng ta mạnh dạn, đừng có thấy các bạn chọn đáp án này mình chọn khác mà rấn. Đó, cái chiếc xe thì nó có tự động được không? Chiếc xe nó không thể tự động được, nên câu này nó phải chia bị động. Thế nên là những cái bạn nào mà ui cứ thấy quá khứ đơn, chọn luôn quá khứ tiếp diễn B là sai ngay. Chiếc xe mà đang đậu trong gara thì chuông báo động vang lên. Đúng, chiếc xe làm sao nó tự động được mà một loạt học sinh chọn B. Lan Hương chọn B, Thanh Lam chọn B, Như Mỹ chọn B, Hương Giang, Đức Trung, Trâm Quỳnh, Gia Long, trời đấy. Thấy chưa? Sau khi được cô động viên thì rất nhiều học sinh đã comment đáp án sai. Các bạn thấy không? Cứ cắm đầu vào chọn quá khứ tiếp diễn thôi mà không cần dịch như thế nào hết. Không có dịch cái gì hết. Hoàng Trang bảo là thế B ạ. Thế B ạ. Trời đất các bạn. Các bạn phải dịch chứ, chiếc xe ô tô thì làm sao mà the car was parking được, đúng không? Ví dụ như là I was parking the car thì mình ok chứ. I was parking the car thì chuông báo nó vang lên. Như thế này mình mới chọn được chứ. Cứ cắm đầu chọn. Thế nên cô bảo là trong cái đề minh họa người ta cho là gì? Làm so sánh nhất. Thế thì đi thi bảo ui toàn so sánh nhất thôi, cứ cho so sánh nhất mà chọn. Thế đi thi người ta cho sánh bằng thì sao? So sánh hơn thì sao? Không cần đọc cũng chọn luôn à? Đúng không? Phải đọc kỹ vào. Và đây chúng ta có từ go off. Go off ở đây chúng ta sẽ hiểu là nó reo lên. Nó reo, nó chuông nhỉ. Đó thì cái chuông báo đúng không? The alarm thì nó phải reo lên. Ngoài ra nó còn mang nghĩa là phát nổ, tương tự như là từ explode. Đó, go off còn mang nghĩa là hỏng, thường nói về thức ăn. Become worse in quality. Các em sang câu 20. The noise by the neighbors was scolded by the landlord late at night. Đấy, các bạn thấy là cũng đi với thời gian, nhưng mình sẽ không nói là at the night, mà các bạn sẽ nói là at night. Thì cái tiếng ồn không thể tự make được, đúng không? Mình sẽ là the noise which was made. Đó, which was các bạn rút gọn đi, còn make. Câu 21, the students are studying diligently at the library. Đó, như vậy là quá nhớ rồi. Nó cứ lặp lại vài câu để chúng ta nhớ. Đi với các địa điểm công cộng: at the library, at the swimming pool, at the park, at the airport, at the cinema. Phải có the ở đây. Câu 22 nào. Sarah always her promise to visit her grandmother every Sunday without fail. Tức là gì nhỉ? Sarah thì luôn giữ cái lời hứa. Ở đây là một dạng câu hỏi về collocation với common verb. Thì hôm nay ở trên fanpage của cô thấy chị trợ giảng có đăng rồi, đúng không? Là 100 câu common collocation thường gặp, các bạn phải làm được cái câu này. Trong đề thi thì đây nó không phải là câu khó nhá. Thì mình muốn nói là giữ lời hứa. Đó, ví dụ trong một cái câu 22 các bạn chỉ học được keep promise thôi. Thì khi mà các bạn học livestream các bạn sẽ học được các một loạt các cái cụm từ. Ví dụ chúng ta sẽ nói là make này, keep này, fulfill này, break a promise. Đó, thực hiện một cái lời hứa hoặc là break a promise. Tức là gì? Tức là phá vỡ một cái lời hứa, đúng không? Phá vỡ một cái lời hứa. Hoặc các bạn sẽ dùng là deliver on a promise. Thì đây là những cái từ mà nó đi với promise chúng ta cần chú ý. Còn without fail tức là không có thất bại, không có để nhỡ cái hôm nào cả. Chủ nhật tuần nào cũng đi thăm ông bà. Câu số 23, is tính từ for somebody to do something. Câu 24, rõ ràng ở đây Himalaya so với cái mountain range thì nó là gì? Là the tallest, là cao nhất. Còn câu 25, những học sinh mà bị trượt bài thi. Đó, các bạn nghe cô dịch như thế thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì?
bây giờ xem là có chọn bài đúng không? Những học sinh cái gì đấy bài kiểm tra sẽ được giáo viên giảng bài vào buổi sáng. 24. Yến Nhi Sa Sa chọn đúng rồi. Bây giờ sang câu 25. Xem là chúng ta sẽ chọn là rút gọn những học sinh mà bị trượt thi ấy thì là sẽ được giảng lại bởi giáo viên vào buổi sáng. Lê Hà Phương chọn đáp án A, Tuyết Trân chọn A, Yến Nhi chọn A, Nhi Như Võ chọn A. Những bạn mà cô đọc tên thì chắc hẳn sẽ rất là sung sướng đúng không? Vì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ rút ra được một cái kinh nghiệm là lần sau mình sẽ không sai những dạng câu hỏi này nữa. Đấy, Đặng Thư nhớ chưa? Đó, Hồ Trung nhớ chưa? Phương Trâm, đó, Phú Thành, Bún Chả Ngoi, Lan Hương. Rất nhiều bạn chọn A. Đó, câu 22 chúng ta sẽ chọn là Keep. Câu 2 mình sẽ chọn là Keep. Tại vì làm sao câu này mình phải dựa vào nghĩa, đúng không? Câu 22 phải dựa vào nghĩa chứ. Mình đây là luôn giữ lời hứa chứ không phải là thực hiện lời hứa hay là không phải hay là phá vỡ lời hứa là không đúng. Mình phải dịch theo nghĩa nhé. Còn make a promise tức là nghĩa là bắt đầu hứa. Đấy. Đưa ra một cái lời hứa. 25. Chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? Những học sinh mà trượt bài kiểm tra. Thế bây giờ là giáo viên bắt bị trượt hay là tự bạn ấy để trượt? Who fail? Đó. Tiếng Việt mình hay nói là ui tao trượt rồi, đúng không? Tao bị trượt kỳ thi rồi. Đó, nhiều bạn chọn A nhưng không đúng. Ở đây chúng ta sẽ phải chọn rút gọn là gì? Là failing. Cô thấy là các bạn làm cái dạng này không tốt đâu, đúng không? Các bạn làm cái phần rút gọn này và cái dạng câu bị động không tốt một chút nào hết. Nên là chúng ta đã biết là chúng ta phải ôn lại cái gì rồi đấy. Nên chúng ta phải ôn cái gì rồi đấy. Nếu như các bạn cần thì cô sẽ có thêm những cái chuyên đề riêng về cái dạng này, cái dạng rút gọn này để cho chúng ta không bị sai. Nhưng mà ví dụ đi thi nhá, có thể người ta còn cho một cái dạng nữa là having có phần thứ hai thì có thể là trong đợt tới cô sẽ soạn thêm cái phần này. Đó, biết đâu đi thi người ta cho cái dạng này thì sao? Hay là đứng đầu hoặc đứng cuối, vì là có thể là đi thi bộ người ta sẽ không ra đúng cái form y xì như thế. Đấy, người ta sẽ đảo, người ta sẽ lệch đi một chút về giúp bạn phân từ hoàn thành chẳng hạn. Thì chúng ta cũng đều phải ôn tất, chúng ta không có ôn tủ gì hết, chúng ta phải hiểu bài nhá. 26 này, the company will promote her. Thì đây cứ tương lai đơn, mình sẽ đi với hiện tại đơn. Câu 27, những câu nào dễ thì thực tế là chúng ta có thể đi nhanh được, đúng không? Câu 27 là cái bản thảo cổ này thì đã được giải mã bởi nhà ngôn ngữ học nổi tiếng. Nó không thể manuscript, nó không thể tự giải mã được. Hay là câu 28, in the afternoon dễ. Câu 29, John đang kiểm tra thì điện thì mất điện. Câu 30, is tính từ for somebody. Câu 31, the car. Đó, the car như thế nào? The car in the wrong spot was towed away by authorities at noon. Lại một cái câu rút gọn nữa. Thì theo các bạn bây giờ mình sẽ rút gọn dạng chủ động hay bị động. Đó, sau hai câu rút gọn chúng ta sai rồi thì sang đến câu 31. Cô thấy tất cả các bạn đều chọn đáp án là đáp án D. Như vậy là chúng ta đã có cái sự cảnh giác rồi, đúng không? The car thì không thể tự park được. Nhờ the car thì không thể tự park được. Hôm trước cô thấy ở đề Sở Quảng Ninh ấy, người ta có ra một cái câu rất hay. Và ở nhóm 8 cộng cô cũng ra một câu rất hay về rút gọn, tức là cái chủ ngữ nó không rõ ràng hay là cái động từ ấy nó sẽ không bao giờ chia ở dạng bị động, cái động từ nó sẽ phải chia dạng rút gọn. Thì chúng ta cũng phải chú ý về cái phần đấy. Ví dụ như là chủ ngữ là the car thì nó park là cái chuyện hết sức bình thường, đúng không các em? Đấy, khi là chủ ngữ là the car nó park thì là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà chủ ngữ hay là những cái động từ ấy mà nó sẽ theo kiểu nó không thể đi được bị động thì nó khó nhá. Đấy, cô sẽ tổng hợp cho các bạn để chúng ta thấy là nó khác nhau như thế nào. Đợi cô chút, để cô sẽ xem lại cái câu đấy. Các bạn đợi một chút nhá. Em có thể xem các cái câu tiếp theo. Câu 32 cho đến câu số 36. Các em nhìn vào câu số 32 cho đến 36 xem là chúng ta sẽ chọn đáp án là gì. Cô thấy những cái câu gì mà chúng ta hay sai ấy là chúng ta phải chú ý nhé. Mình phải chú ý, phải ghi lại để lần sau mình không bị sai nữa. Có một câu hôm trước có bạn ấy hỏi mà cô lại ở trong cái nhóm hỏi đáp của cô ấy. Các bạn nhớ vào cái nhóm hỏi đáp nhé. Thôi kệ, lần sau. Sang câu 32, Emily's cái gì đó, decision. Bây giờ mình sẽ sang cái dạng what form này. Thì các bạn cứ nhớ là tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu thì theo sau nó sẽ đi là danh từ. Đó, thì mình sẽ đi với danh từ. Thì ngoài tính từ sở hữu ra chúng ta còn có gì nữa? Là đại từ, đúng không? Hay là tính từ, đấy, hay là lượng từ thì nó sẽ đứng trước danh từ. Nên Emily's decision, cái quyết định tình nguyện của Emily. Quyết định của Emily khi tình nguyện tại một cái nơi trú ẩn địa phương thì là một cái hành động nhân ái mà nó khiến nhiều trái tim cảm động.
Câu 33, giáo sư này thì được công nhận là một trong những giảng viên sâu sắc nhất trong khoa. Ở đây chúng ta sẽ nói the most insightful. Bây giờ không bị sai câu này nữa. Và câu số 34 là dạng câu hỏi về collocation. Đó, James thì đã bị đã không đi học vào tuần trước bởi vì là anh ta bị cúm, đúng không? Lây cúm từ em gái. Thì chúng ta sẽ nói là catch a cold, catch a flu. Đó, catch COVID-19 chẳng hạn. Thì ngoài cái từ catch ra, chúng ta còn có come down with, đúng không? Hay là go down with. Hay là mình sẽ nói là have a flu cũng được. Hoặc các bạn sẽ dùng một cái từ nữa, đó là từ suffer from. Hoặc là từ contract. Hoặc là sâu xa hơn thì mình sẽ dùng từ develop. Thì những cái động từ này nó sẽ đi với một căn bệnh. Mình sẽ dịch với nghĩa là bị mắc hoặc là nhiễm một cái căn bệnh gì đó. Các bạn ghi vào. Sang câu số 35. Cả lớp nhìn vào câu 35 nhá. Đúng rồi, contract. Thì cái động từ contract nó không chỉ mang nghĩa là ký hợp đồng. Nên một từ nó rất đa nghĩa là như vậy. Nhưng nó không chỉ mang nghĩa là ký hợp đồng đâu. Câu 35 là dạng câu gì đây ạ? Tough question, đúng không? Dạng câu hỏi đuôi. He was jogging thì chúng ta sẽ chuyển thành was he, wasn't he thôi. Và câu số 36, lợi nhuận của công ty thì lợi nhuận nó có tự increase được không? Đúng không? Lợi nhuận thì nó không thể tự increase được. Và chúng ta thấy ở đây mình còn có cái từ buy nữa. Bởi cái đội truyền thông rất sáng tạo. Và câu số 37, theo các bạn, câu 37 chúng ta sẽ chọn cái mạo từ gì? Yeah. Câu số 37 nhá, là the workers take their lunch break. Ở đây chúng ta có một cái collocation đó là take a break. Đó, take a break tức là nghỉ giải lao. Và chúng ta sẽ nói là at noon, đúng không? At lunch time. Đó, tức nó sẽ đi với một cái thời điểm nhất định như thế này. Hay là at midnight. Đó, vào cái lúc nửa đêm thì mình sẽ không có mạo từ nhá, sẽ không có the noon ở đây. Nên ở đây các bạn sẽ chọn đáp án là C. Tiếp câu số 38, it was exciting for Emily. Câu số 39, Olivia used to be the most talented. Đó, the most talented, những câu này quen rồi. Và câu số 40, những cái grocery bởi bố tôi thì đã bị quên, đúng không? Đã bị bỏ quên trong một cái morning rush, buổi sáng vội vã. Thì grocery và were forgotten là chia thì rồi. Thì grocery was, which was brought. Đó, bởi bố tôi, các bạn sẽ rút gọn còn bought thôi. Thì như vừa rồi cô có nói này, trong câu mà cái chủ ngữ nó rõ ràng, đúng không? Thì mình rất biết là nó bị động đấy, hay là cái động từ nó rõ ràng, nhưng là nó không thể tự mua được. Thế còn những cái động từ khác, có những cái động từ khác thì chúng ta không thể rõ được như vậy. Thì cô sẽ cho các bạn một cái ví dụ của đề Sở Quảng Ninh nhá. Đề Sở Quảng Ninh đây là một đề mà một số bạn học sinh giỏi trong nhóm kín của cô cũng làm sai. The company decided to extend. Các bạn nhìn một cái ví dụ nhá. Ở Sở Quảng Ninh. Đó, một bạn học sinh rất giỏi của cô mà bị sai câu này. The company, cái gì đấy, các bạn đợi cô gõ một chút. Decided to expand. To expand into cái gì đây? Into new markets, to be a strategy. Into a new market. Cái gì đấy là một cái successful strategy. Đấy, thì đáp án A là proving. Đáp án B là proved. Theo các bạn, câu này chúng ta sẽ chọn gì? Đó, câu này hôm trước cô có like cho nhóm kín. Tại vì trong cái câu đấy các bạn ấy cũng sai. Nên là nhân tiện cô nói cái câu này. Đó, các bạn nhóm kín thì là đã biết rồi. Đó, các bạn đã biết rồi. Còn cái câu này theo các bạn là chúng ta sẽ chọn như thế nào? Theo các bạn ở đây chúng ta sẽ chọn là proving hay là proved. Company decided to expand. Công ty đã quyết định là mở rộng sang một cái thị trường mới. Đó, cái việc mà công ty, đúng không? Tức là cái quyết định này nó đã diễn ra rồi. Và nó là một cái strategy là mang lại cái thành công. Thì theo các bạn, cái từ prove ở đây chúng ta sẽ chọn cái gì? Chọn là proving hay là proved? Cô thấy rất nhiều bạn chọn đáp án là A. Băng Nhi thì chọn là B. Yeah. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án proving. Đó. Nhưng mà khi mà đi thi ấy, thì rất nhiều bạn which proves, đúng không? Which proves to be. Đấy, ở đây nó có to be nữa. Đấy, which prove nhá, thì người ta sẽ rút gọn thành proving. Và nhiều bạn hỏi là tại sao cái từ prove ở đây mình không chia bị động. Đó, thì các bạn sẽ chú ý cho cô cái từ prove ở đây.
mình sẽ chia dạng là chủ động. Ví dụ trong một câu như thế này: The strategy has proved successful. Các bạn thấy là người ta có chia bị động không? Hay chủ ngữ là the new system, là một cái hệ thống mới. Đấy, thường chúng ta nghĩ là à, một cái new system thì nó không thể tự prove được, đúng không? Nhưng mà ở đây nó lại chia dạng chủ động. Mình sẽ không nói là the new system has been proved, mà has proved thôi. Đó, has proved thôi. Hay là mình thấy là cái information nó tự prove được, đúng không? Cái information hay là cái opposition nó tự prove được. Thì các bạn nhớ là cái từ proof ở đây chúng ta sẽ chia dạng chủ động. Đó, Quang mà là sai câu này nhớ cả đời luôn. Nó sẽ là dạng chủ động. Hay là một cái từ khác nữa, đó là từ take place, the meeting. Nhiều bạn sẽ cho là the meeting takes place. Đó, the meeting takes place. Hay là the meeting was taken place at 2 p.m. Đó, ở đây cô sẽ cho hai từ là takes place hay là was taken place. The meeting nó có tự takes place được không? Các bạn comment cho cô xem là takes place hay là was taken place. Những cái câu này nó rất là khó và cô thấy các bạn sai nhiều, cho nên cô sẽ dừng lại ở những cái câu khó. Đó, cô sẽ phải dừng lại ở những cái câu khó. Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Hiền bảo là was taken place. Các bạn thấy không? Đó, chúng ta sai ngay. Tại vì rất nhiều bạn chọn là was taken. Như là Phương Trâm này, Nguyễn Linh cũng chọn là was taken. Hoàng Trang cũng là was taken. Đó, thì cái lý do tại sao cô phải chậm lại như vậy, tại vì các bạn cứ hay sai cái này. Take place nó không chia được bị động nhá. Nó không chia bị động dù là chủ ngữ the meeting. Đấy, chúng ta dịch là à, cái cuộc họp nó sẽ diễn ra vào cái lúc 2 giờ chiều. Nhưng mà nó tự chủ động, chứ không phải là was taken place. Các em nhớ chưa? Nhưng mà cô lại cho một cái từ khác, the meeting was held. Thì cái từ held này là quá khứ của từ hold nhé. Thì với cái từ held thì nó lại phải chia bị động. Các bạn thấy không? Đấy, thì là the meeting was held. Nhưng mà takes place thì lại không. Thì chúng ta phải chú ý nhá. Chúng ta phải hết sức chú ý những cái phần này, tại vì mình sẽ bị mất điểm đấy, đi thi là chúng ta bị mất điểm những cái câu như thế này thôi. Còn những câu khác mà cô nghĩ các bạn sẽ làm tốt thì mình sẽ đi nhanh được. Ví dụ như là câu số 41 là lịch trình làm việc bận rộn của David thì đã dẫn đến cái sự mất cân bằng. Đó, ân chắc chắn là phải đi với danh từ rồi. Thì ở đây sẽ là một cái sự mất cân bằng chứ không phải là một sự cân bằng, đúng không? Và khiến anh ta bỏ bê các mối quan hệ cá nhân và sở thích. Câu 42, tương lai đơn thì mình sẽ kết hợp với hiện tại đơn. Câu 43, đó, câu 43 thì câu này chưa có một cái động từ chính, nên là chúng ta sẽ phải chia thì và marathon. Đó, the marathon thì không thể tự hoàn thành được, đúng không ạ? Cái cuộc chạy marathon nó không thể tự hoàn thành được, nó phải được hoàn thành bởi các vận động viên có ý chí quyết tâm bất chấp trời mưa tầm tã. Thấy, nó phải được hoàn thành. Câu 44, Emily was thrilled to make progress. Câu này là một collocation, chúng ta sẽ ghi vào make, đúng không? Makes progress in hoặc là on something. Đấy, có sự tiến bộ. Emily thì rất vui mừng khi đã đạt được cái tiến bộ trong cái bức tranh của mình, thêm cái màu sắc sống động vào cái canvas. Câu 45. Câu 45 thì chúng ta thấy có aspire này. Các bạn nhớ cái từ aspire, từ admit somebody to do something. Còn cái trường hợp mà nó không có tâm ngữ nhé, thì mình sẽ đi với doing something luôn. 45 đây các bạn sẽ chọn là B. Câu 46. Theo các bạn thì là sau giờ học ở trường chúng ta có mạo từ không? Câu 46 các bạn có dùng mạo từ ở đây không nhỉ? Emily thì đã luyện tập cái kỹ năng guitar của mình vào buổi chiều sau giờ học. Và buổi chiều sau giờ học thì sau cái giờ học hay là vào cái giờ nghỉ giải lao, như vừa rồi cô có ghi bên trên, at break time, đúng không? Không có mạo từ. Nên đây mình sẽ không mạo từ nhé. Cô thấy các bạn chọn đúng rồi. Câu số 47, Sophie thì đã quyết định định cư ở vùng nông thôn. Đó, sau nhiều năm sống ở thành phố nhộn nhịp Basel, đây tôi mình sẽ dịch là Basel nhé, tại vì cái thằng ter nó bị câm, mình sẽ đọc như vậy. Thì định cư, cái từ định cư ở đây mình sẽ nói là settle down. Đó, settle down, còn take up thì nó cũng rất đa nghĩa. Đó, các thằng khác tôi bỏ qua đi. Settle down tức là định cư nhá. Những thằng khác thì trong các cái live stream cô nói rất nhiều lần rồi, đúng không? Take up nó hẳn bốn nghĩa cơ. Đấy, chiếm không gian thời gian rồi nhỉ. Bắt đầu một cái sở thích. Sang câu 48, they were thì sẽ là want they. Câu 49, for Alice, đối với Alice thì cái việc tham gia cái buổi hội thảo đó thật như thế nào? Bởi vì nó không phù hợp với nghề nghiệp của cô ấy. Khi mà nó không nghề nghiệp, không phù hợp vậy thì chứng tỏ nó không có nghĩa, đúng không? Nó sẽ là useless hoặc là meaningless. Câu 50, he's the tallest person. Câu 51, the dog nó đang ngủ, con chó was sleeping thì chuông cửa crack.
bị mở hé ra. Câu số 52, valuable insight. Valuable insight tức là những cái hiểu biết có giá trị thì nó có tự gain được hay không? Nó không thể tự gain được, đúng không? Tức là nó phải được gain. Nó được thu từ được các nhà khoa học tò mò đã thu được trong suốt cái buổi thí nghiệm. Câu 53 is tính từ for somebody này. Câu 54. Những cái câu như thế này là chúng ta quen rồi, tương lai đơn kết hợp hiện tại đơn. Câu 55, học sinh đang bàn luận về cái dự án thì giáo sư bước vào phòng. Và 56, Daniel decided to take a rest. Mình sẽ có là take a rest, đúng không? Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sau một cái ngày làm ngày dài làm việc, sau một cái ngày dài đi leo núi. Câu 57. Đó, câu 57, the speech nó không thể tự deliver được, đúng không? Chúng ta sẽ nói là deliver này, make này, give này, a speech. Thì cái a speech nó phải được deliver, the speech which was delivered. Và câu 58 chúng ta sẽ nói là in the afternoon. 59 các bạn sẽ the cast word sẽ thành wasn't it. 60 expected sẽ đi với to verb, đúng không? Sophia mong đợi là sẽ nhận được cái kết quả vào trước, vào cái cuối tuần, the end of the week, với cái tâm trạng rất là hồi hộp. Câu 61, it was nerve-wracking. Đó, for John cứ is tính từ for somebody to do something, to deliver a speech. Câu 62, the company planned to. Câu này hơi khó một chút thì cô sẽ chậm lại ở câu số 62. Đó, the company, công ty có kế hoạch, một cái strategy đưa ra cái chiến lược tiếp thị để thu hút thêm nhiều khách hàng vào quý tới. Thì câu 62, chúng ta sẽ chọn đáp án là gì nhỉ? Đưa ra, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ nói là bring in, hoặc các bạn sẽ dùng là introduce. Đó, đưa ra, giới thiệu một cái gì đó. Đó, bring in hoặc introduce. Còn back up, ở đây chúng ta sẽ dịch là hỗ trợ, đúng không? Là support, show up, là khoe khoang. Còn break down, break down chúng ta sẽ dịch mang nghĩa là hỏng, thường nói về máy móc. Đó, máy móc còn mang nghĩa là suy sụp, khi chúng ta muốn nói đến cái tinh thần. Câu 62, can, đó sau can này, reckless driving can, cái gì đó, not only your life, but also the lives of others on the road. Reckless driving can, not only can, xem 63, các bạn chọn đáp án gì nhỉ? Cái việc lái xe bất cẩn ấy, thì nó có thể gây nguy hiểm không chỉ cho tính mạng của bạn, mà cho cả những người khác đi trên đường. Xem ở 63, chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Câu này nó hơi đặc biệt một chút. Theo sau can là chúng ta phải đi với một verb, đúng không? Thì cái từ verb của cái từ danger nó sẽ là in danger. Đó, in danger ở đây là verb. Và thông thường có một số từ ấy, chúng ta sẽ thêm cái tiền tố in vào đằng trước để tạo thành động từ. Ví dụ mình sẽ nói là in reach, đúng không? In danger. Đó, thì thêm in vào nó sẽ tạo thành động từ. Câu 64, a delicious meal không thể tự cook được. Các bạn chọn A. 65, this is the most beautiful. 66, the dish, đó trong câu đã có một cái động từ là was clean rồi, thì cái chữ, thì những cái chiếc bát này, đúng không, which were left, các bạn sẽ rút gọn còn left. The cat was chasing butterfly thì nó fell a brick, đó thì nó ngã rồi, nó đang vồ, nó bắt bướm thì nó bị ngã. Câu 64, Yến Nhi chọn B. Yes, các em sang câu 68, 69, 70. 68 này, we'll host a party when we finish decorating the backyard. Câu 69, Sophie, ở đây là collocation, các bạn sẽ đi với sire, nên chúng ta sẽ nói là catch sire. Đó, catch sire ở đây tức là nhìn thấy thôi, đó tức là see thôi, nhìn thấy cầu vồng, đúng không? Nhìn thấy beautiful rainbow bắc qua bầu trời trong cái morning walk, khi cô đi bộ vào buổi sáng. Câu 70, David politely the job offer, tức là David lịch sự từ chối cái lời mời làm việc, đó vì nó không phù hợp. Ở đây chúng ta có từ align with, tức là be suitable, phù hợp với. Và turn down mình sẽ dịch là từ chối. Đó, một cái refuse, đúng không? Refuse, một cái job offer, hoặc là một cái lời mời, invitation. Turn down còn mang nghĩa là vặn nhỏ âm lượng. Cut down mang nghĩa là làm giảm đi. Give up là từ bỏ. Take off thì trời ơi, take off thì nhiều nghĩa rồi, cô đọc thôi nhá. Take off mang nghĩa là cất cánh này, mang nghĩa là cởi bỏ trang phục này, là thành công này, đúng không, là nhại lại cái lời của ai đó, ai đó. Câu 71, it's crucial for somebody. Câu 72, anticipate, ở đây chúng ta sẽ đi với verb in nhá. Anticipate tức là dự kiến, leader dự kiến sẽ đi du lịch ở châu Âu vào mùa hè tới để khám phá cái lịch sử văn hóa phong phú.
của nó. Câu 73, the breathtaking landscape, nó có tự capture được không ạ? Nó phải được capture bởi những cái skill photographer, tức là bởi những cái thợ chụp ảnh lành nghề. Câu 74, the student là số nhiều nên chúng ta sẽ trở thành they. Câu 75, đó xem 75 các bạn có làm sai không? The family usually picnics at the manor in the afternoon on. Đằng trước chúng ta có in the afternoon rồi, nhưng mà khi đi với ngày, đúng không? Mình sẽ nói là on Sunday, on Monday luôn, không có mạo từ. Đó, cô thấy Yến Nhi chọn đúng. Ở đây các bạn sẽ nói no article, on Sunday luôn. Câu 76, Sarah đang luyện tập piano. Đó, các bạn cứ nhớ là practicing the piano. Thì nhiều bạn là cứ chúng ta học một cách máy móc, các bạn cứ đứng trước một cái nhạc cụ là phải dùng the, đúng không? Chúng ta sẽ nói là play the piano hoặc là practicing the piano. Nhưng mà khi mình muốn nói là buy a new piano, đó, thì mình không thể là the được, đúng không? Mua một chiếc, buy a new piano, mua một chiếc đàn mới, thì ở đây nó phải là a. Đấy, đừng có cứ thấy là piano chọn the, không phải. Câu 77, chúng ta sẽ đi với so sánh nhất, đúng không? Cơ trưởng này thì được tôn trọng là một cái phi công lành nghề nhất. Câu 78 này, finishing my work on time is my priority. Cái ưu tiên hàng đầu của tôi đó là hoàn thành cái công việc đúng hạn, đó, để đảm bảo một cái cuối tuần stress free, không căng thẳng. Câu 79, Jackson will start. Will start thì chúng ta sẽ chia graduate thôi. It was embarrassing for Mike, it's for somebody. Câu 81, the traffic accident held up. Ở đây các bạn thấy cái từ held up nó cũng không chia bị động, đúng không? Cái tai nạn giao thông thì đã cản trở, cái việc nó cản trở là nó là chủ động. Đó, nó đã held up John's commute. Thì held up ở đây thì sẽ là nó cản trở, làm chậm, đúng không? Chứ không phải nuôi dưỡng hay là làm trì hoãn. Ví dụ nhiều bạn hỏi là tại sao không chọn put off. Đó, the action không thể, nó không put off nhé. Nó sẽ held up, nó làm cho chậm lại, chứ nó không phải là hoãn lại để tổ chức sau. Ví dụ put off thì mình sẽ dịch với nghĩa là hoãn lại để tổ chức sau, nhưng ở đây mình sẽ dịch với nghĩa là cản trở. Cô thấy Nhật Quang chọn B đúng. Kem sang câu 82. Tom asked his neighbor to do him a favor. Chúng ta có collocation, đúng không? Do somebody a favor. Mình sẽ hiểu là gì? Do somebody a favor, tức là give somebody a hand, đúng không? Or helping hand, giúp đỡ ai đấy. Yeah. Do somebody a favor. Help somebody, giúp đỡ. 83, the bus drove cheerfully in the afternoon as the sun. Những cái gì là một, là riêng, là duy nhất? The sun, the moon, the sky, the star. Chúng ta sẽ đi với the. She needs thì chúng ta sẽ chuyển thành doesn't she. Câu 85, the worker was renovating. The worker, các công nhân đang renovate ở đây, tức là đang sửa chữa, cải tạo nhà, thì sơn nó bị đổ, sơn nó đổ ra. Câu 86, Tom used to play, used to vâng thể. Câu 87, the meeting nó không thể tự schedule được, đúng không? Which was scheduled. Ta sẽ rút gọn như vậy. Câu 88, my bike, câu này chưa có verb chính. Đó, thì mình sẽ chia thì như bình thường thôi. Chiếc xe của tôi thì đã được sửa bởi một cái thợ sửa xe. Và Anna đã lấy hết can đảm. Yeah, chúng ta sẽ có từ gather the courage, hoặc là mình sẽ nói là pluck up, hoặc là take the courage to do something. Tức là lấy hết can đảm để làm gì? Để thông báo về cái tin tức mà cô ấy được thăng chức. Đó, để cho bố mẹ vui lòng. Để to her delighted parents. Câu 90, Emma and her sister get along well. Get along well ở đây chúng ta sẽ hiểu là have a good relationship with somebody. Ở trong cái chủ đề mà nói về các cái mối quan hệ ấy, mình sẽ có một số cụm từ mà nó hay, ví dụ như đi đọc, đúng không? Đã gặp trong bài thi rồi, hay là get on like a house on fire chẳng hạn. Đó, nó đều diễn tả cái kiểu là rất là tâm đầu ý hợp, đúng không? Rất là thân thiết. Vừa gặp mà đã như quen, đó, nói chuyện get along nhá, mình sẽ nói get along. Còn look after, look after thì chúng ta sẽ tương tự như là take care of hoặc là care for. Các bạn rất hay nhầm với một cái từ này, chúng ta cần hết sức chú ý, đó chính là từ take after. Đó, take after tức là giống với ai, về ngoại hình tính cách, về ngoại hình hoặc tính cách. Thì đừng có nhầm look after và take after. Hai cái từ này kiểu nó rất là dễ, đó, nhưng mà mình không chú ý là mình sẽ nhầm. Câu số 89. Ừ nhỉ, cô chưa làm câu 89 nhỉ? Mới đang cứ phân tích cái chỗ này. Câu 89 là Anna đã lấy hết can đảm để thông báo, đúng không? Thì mình muốn nói là thông báo, mình sẽ nói là break the news. Tức là thông báo. Và chúng ta thấy hay có cái collocation đó là breaking news, cái tin tức nóng hổi, đúng không?
Tiếp theo sang câu số 91, Mary will buy a new car như thế nào sau khi cô ấy đã tiết kiệm được enough money, đủ tiền? It is rewarding for volunteer, rewarding thật đáng khen cho những tình nguyện viên thì đã giúp đỡ những người mà gặp khó khăn trong cộng đồng của họ. Câu 93, cái ca phẫu thuật này nó diễn ra tốt đẹp nhưng có những cái unforeseen, có những cái biến chứng. Đó, mình sẽ cần một cái danh từ ở đây. Cái danh từ nó sẽ là complication, biến chứng. Những cái biến chứng khôn lường, đúng không? Nó khiến cho nó kéo dài cái quá trình hồi phục. Prolong ở đây sẽ là kéo dài. Yeah, prolong, kéo dài. Câu 94, cái bức tranh này là cái bức tranh nổi tiếng nhất trên thế giới. Câu 95, the team was practicing for the match thì trời đổ mưa. 96, they need thì sẽ là needn't they. Ở đây nhiều bạn hỏi là tại sao không phải là don't they? Đúng, đúng rồi, tại vì cái từ need nó có hai trường hợp thì chúng ta sẽ dựa vào cái từ theo sau từ need. Nhớ các bạn sẽ dựa vào cái từ theo sau từ need. Ví dụ cô cho một câu là they need to buy như thế này thì theo sau của cô sẽ phải là don't they. Tại vì khi need to nó là một verb bình thường, nhưng khi cô đã dùng need verb nguyên thể ấy, thì need ở đây nó là một modal verb. Khi mà các bạn chuyển lại thành câu hỏi đuôi, các bạn dùng chính cái modal verb là need. Còn trong cái trường hợp thứ hai, nó là một cái động từ bình thường nhá. Động từ thường thôi. Câu 97, Anna deny eating. Đấy, đừng có nhầm thành, nhìn nhầm thành decided. Đã phủ nhận cái việc ăn cái miếng bánh cuối cùng. Câu 98, decide to give away. Give away ở đây chúng ta sẽ là trao tặng, đúng không? Tặng đi, trao đi. Đó, Mark đã quyết định give away his own clothes. Tặng. Câu 99, Mark takes his dog for a walk. Cái cụm từ là take for a walk hay là go for a walk. Đó, take somebody for a walk, đi dạo. Dắt ai đi dạo, đúng không? Đưa ai đi dạo. Hoặc là go for a walk, nó là một cái cụm từ cố định. Đó. Còn câu cuối cùng, câu 100, they start, thì đây chúng ta sẽ chia là hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành thôi. Thì cái dạng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian nó khá là dễ. Đấy, cô nghĩ là các bạn sẽ làm tốt. Các em thấy là cái những cái dạng câu hỏi mà chống sai ngu nó có hiệu quả không? Nó rất hiệu quả, đúng không? Đi thi chúng ta thấy là dạng câu hỏi dễ và khó như nhau. Thế nên các bạn hãy cố gắng làm đúng các dạng câu hỏi dễ như thế này nha. Dễ và khó như nhau, đừng có cố gắng ở những cái dạng câu khó xong là mình chủ quan câu dễ là không được. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc các em nhé. Goodbye, see you.